Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì Quốc Võ cũng cập nhật một số những thông tin cần thiết về ca sĩ Phi Nhung khi mà cô ấy đã không may lìa còi khỏi trần thế. Câu chuyện này là một câu chuyện rất là đau lòng. Ngoài gia đình, bà con họ hàng người thân ra thì còn có anh chị em đồng nghiệp, rồi khán giả hâm mộ nữa. Cho nên cái vấn đề mà một cái sự ra đi đột ngột của Phi Nhung đó làm cho tất cả mọi người đều bàng hoàng và xúc động, thương tiếc. Giải quyết cái công việc trước mắt về đám tang đó, thì sau đó còn những công việc mà sau này về những người con nuôi, 23 người con nuôi của Phi Nhung khi mà các em nó còn rất rất là nhỏ thì như thế nào? Thì bên phía của ông tỷ phú Hoàng Kiều cũng lên tiếng rồi là ông sẽ thay cho Phi Nhung lo lắng cho và chăm sóc, nuôi nấng 23 người con này cho các em ăn học thành tài. Thì hôm nay trên một cái tờ báo 24h.com.vn đã đăng một cái bài viết nói về là tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố sẽ nuôi 23 người con của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi coi là bài viết này họ nói cái gì. Ca sĩ Phi Nhung qua đời lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một tháng điều trị bệnh COVID-19, hưởng dương 51 tuổi, từ Mỹ, Wendy, con gái ruột của Phi Nhung đã trực tiếp nhắn báo tin buồn cho người thân và bạn bè. Thông qua trang cá nhân, tỷ phú Hoàng Kiều vừa đăng tin hình ảnh cố nghệ sĩ Phi Nhung bên cạnh các con nuôi cùng lời chia buồn. Thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung. Nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng. Vô cùng thương tiếc. Đây là gương mặt của ông tỷ phú Hoàng Kiều ha. Đặc biệt thì ông còn tuyên bố là sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấng 23 người con nuôi của Phi Nhung đến khi trưởng thành. Chia sẻ của tỷ phú Hoàng Kiều gốc Việt lập tức thì trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Đa số bình luận đều dành lời cảm ơn và trân trọng tấm lòng của Hoàng Kiều dành cho các con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung. Họ nói rằng là cảm ơn bác, cô Phi Nhung sẽ mỉm cười nơi chín suối khi các con đã có nơi nương tựa. Anh thật là tuyệt vời, hãy là bố nuôi của các cháu đi. Anh không những là tỷ phú mà anh còn là tỷ phú của tình thương. Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của Hoàng Kiều, thật đáng trân quý, vân vân. Đó là những lời bình luận của khán giả trước khi làm ý nghĩa, trước việc làm ý nghĩa của tỷ phú Hoàng Kiều. Đây là những tấm hình chụp của các con nuôi của Phi Nhung. Nhìn các em rất là hồn nhiên và dễ thương. Riêng về Trịnh Phương Trinh là vợ cũ của Bằng Kiều đó thì cũng là tuyên bố là sẽ thay Phi Nhung lo cho 23 người con nuôi mồ côi. Còn riêng con gái ruột của Phi Nhung, Trịnh Phương Trinh cho hay rằng là Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Trước khi mắc bệnh COVID-19 thì Phi Nhung đã tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với F0. Khi về nhà thì nữ ca sĩ bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là dương tính với COVID-19. Ban đầu nữ ca sĩ điều trị COVID-19 ở bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19 tháng 8. Sau đó tình hình bệnh chuyển biến nặng nên cô phải chuyển viện Chợ Rẫy, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Tại Chợ Rẫy, Phi Nhung được điều trị tại khoa D hồi sức tích cực dành cho các bệnh nhân nặng. Chủng COVID-19 mới Phi Nhung bị nhiễm gây đông máu nên cô cần lọc máu qua hệ thống máy ECMO, tim phổi nhân tạo. Nguồn tin bác sĩ Chợ Rẫy cho biết bệnh viện đã sử dụng tất cả các loại thuốc cao cấp nhất để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này.
Trước đó thì Tracy Phương Trinh cho biết Phi Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện. Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ, song dần trở nên nặng, không thở được và phải dùng đến máy trợ thở. Cố nghệ sĩ Phi Nhung quen thuộc với công chúng qua hình ảnh giản dị hướng Phật. Sinh thời cô tiết lộ mình dùng chủ yếu là số tiền hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho 23 người con nuôi và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Về việc có nhiều con nuôi thì Phi Nhung đã thừa nhận là cô hạnh phúc với điều đó. Nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không lấy chồng vì nếu muốn cô đã làm điều đó khi còn trẻ. Hiện tại thì các bạn biết rằng là danh hài Việt Hương đang lo hậu sự cho ca sĩ Phi Dung. Thường là như vậy, thường thường là Việt Hương thường hay đứng ra để lo lắng cho các anh em chị em đồng nghiệp. Thì theo như ủy quyền của con gái ruột của Phi Nhung đó, thì danh hài Việt Hương sẽ đại diện lo hậu sự cho nghệ sĩ Phi Nhung tại Việt Nam. Thông qua cái trang cá nhân của Việt Hương đó, vừa chính thức đăng thông báo đó, thì là Phi Nhung thì pháp danh Tịnh Bình đã qua đời vào lúc 12 giờ 15 ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian dài chống chọi với Covid. Thì theo như Việt Hương thông báo rằng là hiện cô cùng với gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ mong khán giả đồng nghiệp báo giới thông cảm khi cô không thể trả lời hết điện thoại tin nhắn từ mọi người được. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo. Một lần nữa thì Việt Hương xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh em, chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, phóng viên và khán giả xa gần đã thành tâm cầu nguyện cho Phi Nhung những ngày qua và đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ Phi Nhung. Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28 tháng 9 thì buổi lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên buổi lễ được phát trực tuyến trên fanpage YouTube của nhà chùa để khán giả gần xa tiện theo dõi, gửi lời tiễn biệt và cầu nguyện cho cố nghệ sĩ được ra đi thanh thản. Cũng theo trước đó đó thì nguồn tin riêng của chúng tôi tức là Wendy, con gái ruột của Phi Nhung đang sống tại Mỹ đã chạy xe nhiều giờ đến nơi có thẩm quyền hoàn thành giấy ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương vào ngày 28 tháng 8 giờ Việt Nam. Theo giấy ủy quyền, nghệ sĩ Việt Hương là người đại diện duy nhất tại Việt Nam. Khi cần thiết, Việt Hương sẽ là người đứng ra thông báo và lo mọi việc cho Phi Nhung. Về lý do con gái làm giấy ủy quyền cho Việt Hương thì một người thân của Phi Nhung tại Mỹ cho biết là Wendy sống tại Mỹ từ nhỏ. Cô bé không thích sự ồn ào để hay đối diện trước công chúng. Vì vậy, cần có người đại diện đứng ra thay cho gia đình khi cần thiết. Trước đó thì vợ chồng Việt Hương, Hoài Phương đã đến bệnh viện Gia An 115 để đón Phi Nhung chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vào giữa đêm khi sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến nặng. Đây là tấm hình của hai mẹ con Phi Nhung và Wendy ha các bạn ha. Và Wendy cũng làm là ngành y tá tại Mỹ các bạn. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8 tại bệnh viện Gia An 115 nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Gần một tháng qua, nữ ca sĩ nằm điều trị tại khu D hồi sức tích cực chủng COVID-19 mới Phi Nhung bị nhiễm gây đông máu nên cô cần lọc máu qua hệ thống ECMO, tim phổi nhân tạo. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa và dùng thuốc tốt chất nhưng Phi Nhung cũng không qua khỏi. Trước khi mắc COVID-19 thì Phi Nhung chưa tiêm vaccine. Cô tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với F0. Sau khi tham gia hoạt động thiện nguyện rồi trở về nhà thì Phi Nhung bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là dương tính với COVID-19.
Đó là những bài đăng ở trên cái trang báo 24h.com.vn. Quốc võ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất cần thiết cho mọi người, và cũng xin cầu cầu chúc cho tất cả mọi người được khỏe mạnh, cầu cho hương linh của ca sĩ Phi Nhung được tiêu diêu một cực lạc ha. Rồi xin chào tạm biệt quý vị và chúc mọi người tốt lành ha. I love you cả nhà.